Hello, chào tất cả chị em mình nha. Hôm nay em sẽ giới thiệu với chị em mình về cái sản phẩm là ủ trắng than của công ty Hình Đổ nha chị em mình. Cái này nó có công dụng là làm trắng da mặt á chị em mình. Cái này nó chiết xuất từ than tre nha chị em mình, than hoạt tính á, là nó giúp cái da của mình trắng sáng bật tông ngay lần đầu tiên mà mình ủ luôn á. Với lại là nó sẽ giúp da của mình mờ nám sạm nha chị em mình. Một tuần á mình ủ 2-3 lần thì cái da của mình nó sẽ rất là sáng luôn á chị em mình. Rất là dễ sử dụng, là mình chỉ cần thoa một lớp kem nhẹ lên toàn bộ khuôn mặt của mình để khoảng 15-20 phút, sau đó mình rửa mặt sạch lại và mình sẽ thoa một lớp kem dưỡng nha chị em mình. Và cái này làm như mà mình tắm trắng body vậy đó chị em mình. Thường cái tay chân mình sẽ tắm trắng, còn cái này là mình sẽ ủ trắng da mặt nha chị em mình. Nó làm như là mình tắm trắng da mặt của mình vậy đó chị em mình. Và một tuần mình sẽ tắm trắng da mặt của mình 2 đến 3 lần thì cái da của mình nó sẽ rất là sáng nha chị em mình. Và một tip như thế này nè chị em mình, 200 g là tắm trắng da mặt của mình nó sẽ được rất là nhiều lần luôn. Nhưng mà cái tip này chỉ có 189.000 nha chị em mình. Mọi người có thắc mắc gì cứ việc liên hệ với em qua Zalo nha chị em mình ơi. Đây cái tiếp bên trong như thế này chị em mình rất là dễ sử dụng, tại vì mỗi lần á mình chỉ lấy một lượng gel vừa đủ mình thoa lên da của mình thôi, còn bao nhiêu thì mình để sử dụng cho những lần sau nha chị em mình. Dạng tiếp như thế này thì rất là dễ sử dụng. Hàng chính hãng công ty Huỳnh Đỗ luôn nha chị em mình ơi, luôn luôn lúc nào cũng có sẵn hàng tại shop em nha chị em mình. Mọi người cần gì cứ việc liên hệ với em nha. Chào mọi người và hẹn gặp lại.